Hôm nay mình mang đến cho anh em một sự lựa chọn laptop chuẩn doanh nghiệp nhưng giá chỉ dưới 10 triệu đồng mà thôi. Và đây là một trong số những con laptop mà mình tin chắc là xét về cái giá trị của nó đang ngon nhất ở trong cái tầm giá khoảng dưới 10 triệu đồng dành cho người đi làm. Và đây là Asus ExpertBook B1. Tại khoan nhưng mà hơi dơ anh à. Ừ, hơi dơ thiệt. Phép màu sẽ hiện ra. ExpertBook series là một trong số những cái series mà bán chạy nhất của Asus, nhưng nó không dành cho người dùng cuối. Đa phần là những con ExpertBook series nó hướng tới những cái nhóm khách hàng là doanh nghiệp nhiều hơn. Và cũng không hiểu là tại vì sao ở ngay cái thời điểm tháng 12/2023 như thế này, chúng ta lại có một cái lô ExpertBook B1 được bán ra thị trường. Và đây là một trong số những cái sản phẩm mình tin chắc là vào khoảng cuối năm nay, sau khi hết được cái nhóm sản phẩm này thì các bạn tìm lại sẽ cực kỳ khó và rất đáng tiếc. Tại vì đối với cái nhóm sản phẩm dành cho doanh nghiệp như thế này á, nó sẽ có một số những cái tiêu chuẩn về chất lượng cao hơn rất nhiều so với là những cái sản phẩm mà bán cho người dùng bình thường. Và thường á, là những cái nhóm sản phẩm như thế này á, là người chủ doanh nghiệp người ta mua cái này về để sử dụng cho chính nội bộ của công ty á. Người ta sẽ không muốn là một cái sản phẩm mà nó bị hư hỏng lặt vặt một số những cái này những cái kia, hoặc là cái chất lượng sản phẩm nó phải tốt, độ bền nó phải cao. Tại vì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp này á, khi người ta đã mua một cái sản phẩm thì người ta sẽ tính nó là một loại chi phí đầu tư, chứ không phải là mua vì cảm xúc, mua để chơi game hoặc là mua để cho vui. Thì thành ra là những cái sản phẩm như thế này á, cái độ bền của nó sẽ rất là cao và tính ổn định cũng là một trong số những cái kim chỉ nam mà sản phẩm được làm ra để hướng đến. Đầu tiên là khai thác trước về cái phần cấu hình. Thật ra là phần này mình không có muốn nói quá nhiều, tại vì với cái mức giá như trên thì các bạn cũng có thể ước lượng được rằng là cái cấu hình của nó sẽ không quá cao đâu. Cụ thể đây là CPU mà mình đang có trên máy là i3-1115G4 2x4 luồng, xung nhịp cơ bản là 3.0GHz. RAM ở trên máy sẽ mặc định là 4GB onboard, tức là 4GB đã sẵn có ở trên cái bo mạch của máy. Và nếu như các bạn đi mua máy ở thời điểm này tại GVN thì GVN sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một thanh RAM 8GB BNY 3200MHz DDR4, tức là các bạn mua một cái máy là các bạn đã có sẵn ở đó là 12GB RAM. Và với 12GB RAM Dual Channel này, các bạn sử dụng nó cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Ngày hôm trước khi mình test nhanh cái sản phẩm này với 4GB RAM mặc định thật sự là rất tèo luôn các bạn. Nhưng mà lên tới cái mức 12GB thì mình thấy là nó đã ổn hơn rất là nhiều. Và tất cả những con ExpertBook B1 series mà Asus đã từng bán ra kể từ đời 11, đời 12 và đời 13, tính tới nay tất cả mọi con đều có mặc định là 4GB RAM giống như thế này. Và nếu như các bạn muốn sử dụng thì cái dung lượng RAM tối đa mà cái máy có thể ghi nhận là 36GB RAM. Tức là các bạn có thể bỏ lên trên này thêm một thanh 32GB nữa. Vậy nên là nếu như các bạn muốn upgrade thì sau này sẽ rất là tiện lợi. Và vậy nên là về phần hiệu năng, nói sơ về cấu hình thôi là các bạn đã biết cái máy này nó không sinh ra cho cái chuyện là các bạn mua về để chơi game. Nhưng mà với cái công việc của mình trong những ngày vừa qua, gần như là một số những cái tác vụ chính nha, như là gõ content, gõ văn bản, xem một số những cái file, những cái tệp, và kèm thêm là research thông tin và xem tin tức, thì cái máy này đương nhiên nó phục vụ vẫn rất là tốt. Do cho những bạn mà không có quá nhiều chi phí, đang đi học ở giảng đường đại học, hoặc là các bạn đang làm những cái công việc như là digital marketing ở cái mức độ là các bạn không ứng dụng một số những cái công cụ như là sản xuất hình ảnh như là Photoshop hoặc là AI quá nhiều vân vân ấy, thì đương nhiên là cái máy này nó cũng sẽ rất là hợp lý. Và nếu như các bạn có thắc mắc là liệu cái hiệu năng này nó có thể chơi được một cái game gì đó hay là không, thì đương nhiên mình nghĩ là với cái hiệu năng như trên, các bạn hoàn toàn vẫn có thể chơi một số những cái tựa game mà nó mang cái tính chất đối kháng trong thời gian thực ít thôi, chẳng hạn như là đánh cờ nhân phẩm TFT, thì chắc chắn là cái máy này nó không có vấn đề gì cả. Cái lý do thứ hai mình nói là con máy này sẽ rất ngon trong tầm giá khoảng dưới 9 triệu, đó chính là đây là một trong số ít những con máy phân khúc dưới 10 triệu mà có phần bàn phím và touchpad tốt nhất các bạn có thể tìm được. Tại vì rõ ràng nó phục vụ dành cho cái nhóm khách hàng là doanh nghiệp, cho nên là cái việc mà gõ phím ngon và touchpad nó phải tốt là cái điều hiển nhiên. Cho nên là phần nào đấy mình cũng không có quá ngạc nhiên khi mà sử dụng chính cái sản phẩm này. Cụ thể là về phần bàn phím nha, các bạn sẽ có một cái bàn phím với một cái kích thước của từng cái keycap tương đối lớn. Ở trong cái khung máy thì nó rất là nhỏ, chỉ khoảng 14 inch. Cái hành trình phím thì có cái khoảng cách là 1.4mm, thay vì như một số những cái sản phẩm laptop hiện nay rơi vào cái khoảng là từ 1.2mm lên tới khoảng là 2.0mm, thì 1.4mm nó cho các bạn một cái cảm giác nhấn nó vừa sâu, nó vừa giúp cho các bạn khi mà gõ cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Mà trong khi nha, là cái phần keycap này được làm với một cái chất liệu là nhựa ABS và nó hơi có cái phần là gồ ghề một chút xíu, nên khi các bạn để ngón tay lên các bạn gõ, các bạn sẽ cảm thấy là cái phần bàn phím này nó rất ổn cho cái chuyện là các bạn gõ văn bản. Chỉ bị một cái là cái phần bàn phím này nó lại không có đèn nền thôi, nên là khi mà các bạn muốn sử dụng ở trong đêm thì mình nghĩ là nó sẽ tương đối là hạn chế, có thể phải bật thêm một số những cái đèn ở trong phòng. Còn nếu như các bạn chỉ gõ phím thì thật sự
là đây là một trong số những con bàn phím rất ok. Mặc dù nha là cái phần flex ở trên bàn phím nó vẫn có diễn ra, nhưng nếu như các bạn chỉ gõ thông thường, không đè quá nặng, thì chắc chắn cái bàn phím này nó đáp ứng được rất tốt nhu cầu gõ phím của anh em. Thêm nữa là mặc dù cái trackpad các bạn thấy là kích thước nó rất là nhỏ ha, cũng đúng thôi, khung máy có 14 inch thôi, nhưng mà cái phần trackpad này á, Asus họ trang bị cho nó một cái chất lượng cũng rất là ok. Khi các bạn di thử cái ngón tay lên trên cái bề mặt trackpad này nè, nó rất ổn, và thậm chí là nếu như các bạn so với những cái laptop gaming hiện nay á, thì nó có phần á, là di mượt hơn rất nhiều. Mình thấy là về cái độ trễ khi di á, nó cũng thấp, cái cảm giác trên đầu ngón tay á, nó cũng không có bị quá rít, mặc dù là vẫn chưa có được trơn mượt như cái dòng sản phẩm laptop cao cấp nha. Nhưng mà xét trong phân khúc giá khoảng dưới 10 triệu thì mình tin chắc là cả cụm bàn phím và trackpad ở trên cái máy này nó làm hài lòng được rất rất là nhiều người. Về phần build cũng là một trong số những cái điểm sáng của chính cái series ExpertBook B1 này, tại vì nó vẫn là ExpertBook, nó vẫn được mang trong đó những cái DNA tuyệt vời nhất của những con ExpertBook khác, mặc dù là vẫn chưa phải là đến hàng cao cấp như là B9, nhưng với cái con B1 này các bạn vẫn có một số những cái đặc điểm rất là ok, chẳng hạn như là mặt A và mặt C đều làm từ kim loại. Thay vì chỉ là nhựa thôi đúng không, thì nó rất là dễ trầy, thì cái mặt A mặt kim loại này nó giúp cho các bạn có một cái ngoại hình nhìn nó sang trọng hơn, độ bền cao hơn và cũng mát lạnh hơn nữa. Chưa kể nha, phần bản lề ở trên máy cũng được làm theo dạng là Egolith, giúp nâng cái phần khung máy lên, và cái phần bàn phím cũng được đưa lên một cái góc tương đối để cho các bạn đặt ngón tay vào thao tác và sử dụng rất thoải mái. Cảm biến vân tay vẫn là có sẵn ở trên cái máy này luôn, login rất nhanh, 9 triệu thôi nha, đã có cảm biến vân tay. Và nếu như các bạn đi tìm kiếm những con laptop khoảng giá dưới 10 triệu đồng thì đây là một trong số những con laptop có build tốt nhất, là không phải bàn cãi. Và một số những cái trải nghiệm hay ho khác ở trên chính cái con máy này trong phân khúc giá của nó mà thật sự là không nói không được. Cái đầu tiên nha là các cái phím function ở trên cái máy này được trang bị rất là đầy đủ. Và mình thấy là bởi vì đây là một cái sản phẩm dành cho doanh nghiệp á, thì người ta đã trang bị vào trong đấy những cái tính năng hàng ngày mà giúp cho người sử dụng có thể thao tác đơn giản hơn trong quá trình mà họ sử dụng máy. Thì một số những cái tính năng mà mình có thể thấy chẳng hạn như là khóa màn hình nhanh nè, thay vì các bạn phải bấm cái cộng phím function là Windows cộng L, tức là nó lock cái màn hình khóa lại, thì các bạn chỉ đơn giản là ấn vào cái nút F9 thôi. Hoặc là khi các bạn muốn bật tắt micro nè cũng được luôn. Hay cả là ở trên máy còn có một cái tính năng được gọi là AI Clear Voice, nó giúp cho các bạn có thể nghe được cái âm thanh ở đầu dây bên kia nó thuận lợi hơn. Mình đã từng rơi vào một cái tình huống á, là các anh mà đang họp nhanh với mình trong khoảng 5 phút thôi, thì anh đó anh đang đi xe Grab by ở ngoài đường, và các bạn biết là cái âm thanh môi trường khi đó thì nó rất là ồn, và anh đeo tai nghe, và khi mà anh nói là gần như mình không thể nghe được cái tiếng của anh. Thì đây là một trong số những cái tính năng rất là hay, nó giúp cho cái giọng nói của đầu dây bên kia nó được rõ nét hơn, để khi các bạn muốn học online hoặc là hồi họp mà ở bên kia họ hơi ồn chút xíu, thì đây là một trong số những cái cứu cánh rất tuyệt vời. Ở trên máy cũng có sẵn nắp che webcam, giúp cho các bạn có thể gia tăng được cái tính riêng tư khi mà làm việc. Và cái rất hay nữa là mặc dù cái máy này chỉ có 9 triệu thôi, nhưng các bạn có được đầy đủ tất cả mọi cổng kết nối xịn nhất trần đời ở trên chính cái máy này. Nó chưa tới cái mức là Thunderbolt nha, nhưng mà nếu như các bạn cần những cái cổng kết nối rất là xịn thì cái máy này nó có sẵn hết, chẳng hạn như là USB Type-C 3.2 Gen 1, hỗ trợ các bạn có thể sạc thông qua chuẩn Power Delivery, và các bạn có thể xuất hình ra ngoài luôn. Rất xịn đúng không? 9 triệu thôi. Trong tình huống là ví dụ như các bạn có một cái máy như thế này, và ở nhà của các bạn hoặc là văn phòng của các bạn có thêm một cái màn hình rời, thì lên trên đấy ghim một cọng dây C2C duy nhất thôi, ghim vào trong cái máy này, nó vừa sạc vô trong cái laptop mà cái laptop vừa có thể xuất hình ra ngoài cái màn hình. Rất ok đúng không? Hoặc là cổng kết nối USB-A 3.2 Gen 2 cũng được hỗ trợ trên cái máy luôn. Hay cả là HDMI 1.4 cũng được trang bị sẵn ở trên cái máy. Mà đặc biệt nha các bạn thấy không? Ở trên cái máy này nó còn có một cái cổng VGA để các bạn có thể xuất hình lên trên những cái màn hình rất là cũ. Trong tình huống là các bạn cầm cái máy này đi công tác hoặc là đi học hoặc là đi làm việc ở bất cứ đâu, thì các bạn không cần phải lo lắng tới cái câu chuyện là cái màn hình đó là cái màn hình đời mới hay là đời cũ, xài HDMI hay là DB hay là VGA. Tại vì kiểu gì mà cái máy này nó chả kết nối được. Mà còn ngon hơn nữa là cái con này nó còn có cổng RJ45 nữa, khung máy chỉ 14 inch mỏng nhẹ thôi. Không thể tin nổi luôn. Và thành ra là tất cả mọi cổng kết nối ngon nhất ở trên cái máy này nó đều đã có sẵn. Cho nên là việc của các bạn mua về là chỉ dùng thôi, không cần quan tâm là thiết bị ngoại vi là gì luôn. Và với mức giá chỉ 9 triệu, các bạn có một cái con chipset Wi-Fi xịn của Intel, là Wi-Fi 6 đàng hoàng nha, Dual Band 2X2. Nên là khi các bạn sử dụng thì mình thấy là cái kết nối ở trong cái không gian làm việc của mình rất ok. Mình ra ngoài quán cà phê hay kể cả là mình sử dụng tại nhà hay tại công ty, Wi-Fi là rất ổn, không cần phải lo lắng gì cả, tại vì chipset nó đến từ Intel. Và kèm thêm nha, ở trong cái khung máy này mặc dù rất nhỏ nhưng các bạn vẫn được trang bị thêm một slot SD SATA 2.5 inch để các bạn có muốn là nâng cấp thêm cái bộ nhớ trong thì vẫn ok luôn.
mua thêm một cái ổ cứng SSD SATA 2.5 inch khoảng 1TB cho đến 2TB gắn vào trong này lưu trữ cực kỳ tuyệt vời. Và pin ở trên máy nha, mặc dù dung tích chỉ là 42Wh thôi, khung máy nhỏ mà. Viên pin các bạn thấy ở đây nó cũng rất là nhỏ luôn, nhưng mà thực sự là thời lượng pin của máy thì nó rất trâu. Mình nghĩ là nó cũng đúng thôi, tại vì cái con Core i3 này nó chỉ có 2x4 luồng thôi, nó không có quá mạnh. Cho nên là khi các bạn sử dụng với những cái thao tác bình thường, gõ văn bản, research thông tin, coi YouTube, coi phim, tất cả mọi thứ, thì cái thời lượng pin ở trên cái máy này nó đủ để các bạn có thể sử dụng từ khoảng nửa cho đến một ngày, rất thoải mái. Mà nếu như muốn sạc đúng không, một là sạc cục sạc đi kèm ở trong máy nó cũng nhỏ ha, hoặc là các bạn có thể sử dụng với những cái cổng USB Type-C ghi vào trong này. Mình thì mình thấy là ghi một cổng USB Type-C là ok. Như mình thì mình đang xài một cái củ sạc dành cho điện thoại lên tới 65W và sạc cho chính cái con máy này rất là gọn gàng, không cần phải đem thêm 2-3 cổng cáp làm gì cả. Tóm chung lại là với phân khúc giá khoảng dưới 10 triệu đồng và chính xác là chỉ 9 triệu đồng cho chính con máy Asus Expert Book B1 này, các bạn đã tặng kèm thêm RAM 8GB, thì mình thấy là những cái giá trị của nó hiện tại đang rất ok. Chỉ có một điều duy nhất là khiến cho mình vẫn hơi lăn tăn, đó chính là cái phần màn hình của máy nó vẫn chỉ là tấm nền TN thôi, kích thước là 14 inch, nhưng mà độ phân giải vẫn rất thấp, chỉ là 1366x768 mà thôi. Cho nên là nhìn chung nó chỉ là độ phân giải HD nha, thậm chí nó còn không lên được Full HD. Nên là nếu như các bạn cần một cái con máy mà màn hình hiển thị đẹp hơn nữa thì đương nhiên con máy này nó sẽ không đáp ứng được nha. Nhưng mà với mình á, kích thước 14 inch trên cái độ phân giải HD là vẫn rất ok cho các bạn sử dụng. Ở cái khoảng cách giống như thế này thì mình thấy là nó không có vấn đề gì cả. Cho nên là nếu như các bạn chỉ cần một con máy nhỏ gọn, trọng lượng khoảng 1.5kg, pin trâu và được trang bị đầy đủ tất cả mọi cổng kết nối ngon nhất trần đời hiện nay, thì đây là một trong số top những con phân khúc giá khoảng dưới 10 triệu mà các bạn có thể cân nhắc. Ok, và đây là video mình chia sẻ với các bạn về Asus Expert Book B1. We'll be right back.